kỷ luật hơn 1.100 đảng viên, khai trừ đảng 131 người trong năm 2022. Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 1.142 đảng viên, trong đó khai trừ đảng 131 người. Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2022, Thành ủy và các cấp ủy đã triển khai kiểm tra đối với 1.591 tổ chức đảng, 599 đảng viên, giám sát đối với 949 tổ chức đảng và 575 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, quy tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm thiết bị y tế. Đáng chú ý, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 344 đảng viên và 145 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 487 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát chuyên đề đối với 888 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng, trong đó khiển trách 19, cảnh báo 3, thi hành kỷ luật với 1.142 đảng viên, khiển trách 853 người, cảnh báo 144 người, cách chức 14 người và khai trừ 131 người. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu năm 2023, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, cần tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những khu vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cụ thể, chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo phương châm đi trước mở đường, rõ đến đâu xử lý đến đó.